Thì chào mọi người, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cài các phần mềm tương tự như cái video trước mình làm trên Windows. Thì lần này mình hướng dẫn là trên Mac, ok chưa? Mac với Ubuntu thì cài giống nhau. Thì để mà download Sublime thì các bạn vào sublimetext.com, ok chưa? Để download Node.js thì các bạn vào node.js.org và download cái bản 8.11 để về cài, ok chưa? Khi mà cài xong thì các bạn mở cái phần mềm gọi là gì? Terminal, ok chưa? Các bạn có thể ấn vào cái spotlight này để tìm này. Có terminal, ok chưa? Thì thằng này giống với cái cửa sổ dòng lệnh trên Windows thôi, nhưng mà nó hơn rất là nhiều, ok chưa? Thì mình có một cửa sổ mình đang mở ở đây, thì mình dùng luôn, được chưa? Khi mà cài xong Node rồi thì các bạn sẽ có cái dòng lệnh là gì? Node, được chưa? Đấy, có dòng lệnh là Node. Để thoát ra thì các bạn ấn Ctrl C hai lần là thoát, được chưa? Ctrl C, Ctrl là cái nút cạnh nút Fn ấy, bên giữa cái nút Fn với cả cái nút Option ấy, được chưa? Thì ấn Ctrl C hai lần thì nó sẽ thoát ra khỏi Node, được chưa? Đấy, thì các bạn nhớ như thế. Để mà xóa cái màn hình này đi thì các bạn ấn Command với cả nút gì? K, K, Command K, được chưa? Thì nó xóa đi hết như này, được chưa? Về cấu trúc thư mục thì nó không có ổ C như ở trên Windows. Thì các bạn muốn biết mình đang nằm ở đâu trong cái thư mục này thì gõ pwd, được chưa? Hay là print working directory, xem bạn đang nằm ở thư mục nào thì pwd pwd được ra. Thì mình ở trong user và tên mình đúng không? Để mà mở cái folder này ra thì các bạn chỉ việc gõ open cách chấm enter cái là nó mở ra, được chưa? Thì nó chính là cái nó sẽ mở cái folder này ra cho các bạn, được chưa? Bây giờ thì mình không muốn mở ra cho các bạn xem bên trong nó có cái gì. Thì để mà di chuyển trong các thư mục thì rất dễ, CD cũng có dùng CD như là ở trong Windows thôi, được chưa? CD thư mục mà bạn muốn, nhưng mà đây không có OC. Thì cái thư mục mà mình đang ở hiện tại đây này, nó gọi là thư mục Home, được chưa? Và tên user là Thịnh Phạm. Thì thư mục Home, để truy cập vào thư mục đấy thì các bạn có thể ấn vào đây, mở cái folder này ra, được chưa? Vào Go, xong rồi Home, hoặc là phím tắt là gì đấy, Command Shift H, được chưa? Thì vào Home, đây là thư mục Home của mình, được chưa? Thì để mà xem thư mục Home có gì thì chỉ việc gõ ls thôi, được chưa? Bên win là dir, ở đây là ls. Đấy, có tất cả thư mục như này. Bây giờ mình xóa nó đi này. Nếu mình muốn tạo thư mục mới thì rất là dễ. Các bạn nên tạo một cái thư mục để chứa code các bạn như dev. Mình tạo bên OC ở trên win thì mk mk dir, make dir, make directory. Ở bên kia thì là gì mình không nhớ lắm. Make dir xong rồi gì? Dev, được chưa? Thì tạo dev đã có rồi. Thì bây giờ mình cd vào trong thư mục dev. Bạn nào chưa có thì nó sẽ không báo lỗi này. Mình cd vào trong thư mục dev này. Muốn có gì thì bạn gõ ls ra, được chưa? Bây giờ mình tạo một cái thư mục ở trong đây gọi là code, gọi là example đi. Đấy. Sau để cd được vào thư mục example thì mình cd example enter, chưa? Thì để mở cái thư mục này ra về sublime ấy thì từ nha, bây giờ mình gõ open chấm đấy ra thư mục này. Thì mình chỉ việc kéo cái thằng này vào trong gì đó, Sublime này ra, kéo thả vào đây, giống hệt như bên Win, được chưa? Chỉ việc kéo thả vào trong này thôi. Rồi các bạn tạo một file mới, đây là gì? Đấy, được chưa? Có xong file này rồi thì bắt đầu viết nội dung thôi. Console log thì Tokyo, chạy thử cái đấy thì làm nào. Bây giờ ls này xem đây có gì này, index đúng không?
node index.js. Đấy, nó log ra này. Đơn giản vậy thôi. Đấy, cài phần mềm vào xong rồi thử thực hành xem nào. Thử chạy những cái bài đã học ở trước. Tạo những cái file mới ra, không nhất thiết phải là tên là index, tên là gì cũng được. Thấy chưa? Xong rồi tạo nhiều file vào, lưu các cái bài các bạn đã học lại trên máy mình ấy. Đấy. Xong mở lại học cho dễ. Thấy chưa? Rồi, chào mọi người.